Đây là một trận đấu rất quan trọng với Olympic Việt Nam, bởi chúng ta cần ít nhất là một điểm để có thể chắc chắn với mục tiêu đi tiếp, đó là vượt qua vòng bảng. Ngày hôm nay, 11 cái tên đá chính trong thành phần của Olympic Việt Nam gồm có thủ môn mang áo số 22 Quan Văn Chuẩn, cũng là đội trưởng của Olympic Việt Nam. Cầu thủ mang áo số 4 Nguyễn Mạnh Hưng, số 5 Lê Nguyên Hoàng, số 7 Nguyễn Đức Việt, số 8 Nguyễn Đức Phú, số 11 Đinh Xuân Tiến, số 12 Nguyễn Đình Bắc, số 14 Khuất Văn Khang, số 19 Võ Nguyên Hoàng, số 20 Bùi Vĩ Hào và số 21 là Nguyễn Đức Anh. Như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa Olympic Iran và Olympic Việt Nam đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì họ sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng phối hợp với nhau cũng là rất thanh thoát cũng như là nhuần nhuyễn. Nếu như hàng thủ của Olympic Việt Nam không chơi tập trung thì có thể chúng ta sẽ phải nhận trái đắng. Cơ hội đầu tiên của Iran đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho Olympic Iran rồi. Bàn thắng mở tỷ số xuất hiện từ rất sớm ở ngay phút thứ 5. Quan Văn Chuẩn một lần nữa không thể cản phá cú dứt điểm của đối phương. Người ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 9 Tahari. Tình huống tấn công ở bên cánh trái, cú tạt bóng rất chính xác của số 14 Jafari. Dù cho đây là một pha đánh đầu tương đối khó, nhưng mà Motahari đã làm rất tốt khi lái trái bóng về phía khung thành của Quan Văn Chuẩn. Lực đi không quá mạnh, nhưng Quan Văn Chuẩn đã đường chuyền hay, cơ hội lên bóng dành cho Việt Nam, nhưng thủ môn của Iran đã băng ra kịp thôi. Hãy chơi tập trung hơn ở mặt trận phòng ngự. Pha ném biên tốt đối mặt, tình huống băng ra rất tốt của thủ môn bên phía Iran, một lần nữa đã ngăn chặn cơ hội của Olympic Việt Nam. Bóng lên của Quan Văn Chuẩn. Những đường truyền của Olympic Việt Nam đang thiếu đi sự chính xác cũng như là thiếu lực. Cơ hội, bóng một lần nữa lại được đưa ra biên. Có thể thấy là kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ áo trắng là rất tốt. Họ khống chế bước một, chuyền bóng cho nhau một cách nhịp nhàng. Những pha bật nhả rất hay thì sẽ là những pha bóng nhanh. Và khi mà họ muốn chơi chậm lại thì Olympic Việt Nam cũng phải chơi chậm lại theo, rất nguy hiểm. Hoan hô Quan Văn Chuẩn. Quan Văn Chuẩn đang chơi ngày càng tự tin hơn rồi. Một pha băng ra kịp thời để ngăn chặn tình huống chọc khe của Iran. Người đá phạt đó là cầu thủ mang áo số 7 Mehdi Mamijadeh. Đường chuyền ra để thực hiện một cú sút xa. À, một pha tấn công bên cánh trái nữa, đưa bóng trở ra. Rất may là sự xuất hiện kịp thời của Lê Nguyên Hoàng. Đó không phải là một tình huống tạt bóng sớm, đây là cơ hội. Một lần nữa Quan Văn Chuẩn đã chính xác ở trong tình huống bóng bổng. Quan Văn Chuẩn vẫn đang chơi ấn tượng. Enayati vẫn đang sử dụng 11 cái tên điền vào đường xuất phát. Siva mời tất cả anh em quay trở lại để theo dõi trận đấu giữa Olympic Iran và Olympic Việt Nam. Sân chơi bóng mướt lại phải càng thận trọng hơn ở trong những tình huống chuyền bóng cũng như là ngăn chặn tấn công. Bùi Vĩ Hào vừa rồi nếu như đỡ được bước một thì cơ hội để cho chúng ta tạo ra một pha bóng nguy hiểm. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đã có bàn thắng thứ hai dành cho Olympic Iran rồi. Một pha tấn công nhanh và đối phương đã làm tung lưới của Quan Văn Chuẩn. Vẫn là những phút đầu tiên của mỗi hiệp. Vẫn là những phút đầu tiên của mỗi hiệp. Hiệp 1 thì để còn hiệp 2 để thể thua ngay phút thứ 2. Người băng xuống và dứt điểm thành bàn đó chính là Turanian, hậu vệ cánh phải của Olympic Iran. Một cú dứt điểm rất đơn giản, nó cho thấy đẳng cấp cũng như là sự tự tin của các cầu thủ áo trắng, làm tạo ra được điều bất ngờ. Vừa rồi lại là một pha bóng không hiểu ý nữa. Đường chuyền rất hay, đây là Mehdi Mamijadeh. Đảo chân, dứt điểm chân trái. 3-0. Quá đẳng cấp. Đó là một pha xử lý thực sự là ở đẳng cấp châu Á. Mehdi Mamijadeh đã đưa bóng sang chân trái, tính là xa như vậy. Cơ hội dành cho Iran. Pha phòng ngự hay cho Olympic Việt Nam có thể ghi bàn. Nó chỉ là một, gần như là một cơ hội duy nhất đến từ Bùi Vĩ Hào. Đánh đầu,
rất nguy hiểm. Bàn thắng thứ tư đã xuất hiện rồi. Đó là tình huống ghi bàn của cầu thủ vào sân ở trong hiệp 2. Aria Bajega. 4-0 từ một tình huống cố định với một pha bóng có thể nói là tận dụng rất tốt chiều cao. Dù cho là khó nhưng cầu thủ mang áo số 3 vẫn đưa bóng vào trong được và đưa vào một cách chính xác để cho đồng đội. Và đúng lúc này trọng tài đã nổi tiếng còi khép lại trận đấu giữa Olympic Iran và Olympic Việt Nam. Olympic Iran đã có một chiến thắng có thể nói là thuyết phục với tỷ số 4-0 trước Olympic Việt Nam. Họ đã dễ dàng có được điều mình muốn, đó là 3 điểm với một thế trận áp đảo cùng với rất nhiều cơ hội được tạo ra.